Dưới những ánh hào quang, có một cô gái bỗng xuất hiện, cả người cô phát ra ánh sáng vàng lấp lánh trên đầu đội mũ hoàng kim. Trước mặt cô là một nhóm con đồ, một tên trong đó cầm dao xông lên trước, cô ta giơ tay của mình lên. Chỉ nhẹ nhàng xoay một cái, quần áo tên Zukon cũng vặn theo cánh tay rồi bị quật ngã lăn ra đất. Lại có hai tên khác xông lên, cô chả cần làm gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn cũng đã khiến cho hai tên đó tự hạ lẫn nhau. Không dám xông lên nữa, cả đám cùng nhau phóng ra qua, cô chỉ cần giơ tay lên thì tất cả đã dừng lại. Đi về phía trước, cô dùng ánh mắt thao túng bọn chúng, vũ khí trên tay tự hướng về phía nhau. Một cái vẫy tay nhẹ nhàng, cả đám đi gặp ông bà. Chắc các bạn nghĩ cô ta dị nhân có siêu năng lực. Nhưng không, cô ta chính là một vị thần. Anh chàng tên Enzo này đã xem mắt cả trăm lần rồi, nhưng tất cả đều thất bại. Enzo cứ gặp lại thì chỉ biển hỏi em ăn cơm chưa, rồi lại em đang làm gì đấy. Các ông đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế nha, bọn tôi là không thích kiểu con trai hỏi kiểu đấy đâu nha. Các ông cứ hỏi những câu bình thường thôi, chúng tôi dễ mà. Dù đã nói thế rồi, nhưng Enzo vẫn không rút kinh nghiệm được gì cả, vẫn chỉ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Chắc chúng ta không hợp nhau rồi Enzo à, em cả anh không hợp nhau tí nào cả. Chúng ta lên chỉ làm bạn thôi, Enzo buồn bã quay trở về nhà, trong đầu Enzo nghĩ. Có thể là do vị thần mà anh ta thờ bận quá, không kịp quan tâm anh ta. Thế là anh đưa người nhà đến một ngôi đền sâu trong núi, tìm đến một nữ thần. Ngôi đền đã lâu không có ai trông nom, nói không chừng, với một chút tấm lòng thành của mình, nữ thần có thể phù hộ cho anh thoát kiếp độc thân. Cả nhà Enzo cùng nhau quét dọn lại cả ngôi đền, Enzo đọc kinh cầu xin trước mặt nữ thần. Thoát kiếp độc thân hay không cũng được, nhưng anh chỉ hy vọng ông và mẹ mình và ba cô em gái được khỏe mạnh là được. Tự nữ thần quả nhiên hiển linh, một luồng sáng như thiên thạch từ không gian rơi xuống trái đất. Nữ thần xuất hiện trước mặt Enzo. Nhan sắc vô đối, cộng với khí chất của một vị thần, một cái búng tay đã ban cho Enzo một căn biệt thự. Lai xế xịn, cả nhà trở nên giàu có, cô em gái trở thành phi công, người ông còn có bể bơi riêng. Nhưng tất cả chỉ là bản xem thử, nếu như Enzo muốn nó thành hiện thực, thì trước tiên phải đưa ngôi đền của nữ thần trở nên nổi tiếng. Nếu ngươi làm được cái gì ta cũng có thể cho ngươi được, nhưng mà không làm được thì ngươi đừng có trách ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Enzo giải tờ rơi khắp nơi, tuyên truyền về ngôi đền của nữ thần. Hết tiền để marketing thì phải làm sao, trên người nữ thần đeo toàn là vàng, cầm lấy vài món đồ lấy tiền, rồi lại tiếp tục importer, thậm chí còn đến tặng các nhà thờ để tuyên truyền. Nhưng mấy ngày sau, vẫn không có ai đến, nữ thần nghĩ phải dùng một chút chiêu trò để thu hút sự chú ý. Vị thần gợi ý cho anh lên làm một thứ gì đó khiến mọi người cảm thấy thần bí. Một thứ gì đó không bao giờ có thể xảy ra, giống như quay lại với người yêu cũ của anh vậy. Đó là một thứ viển vông, không bao giờ có thể xảy ra, anh có nghĩ vậy không? Thế là cô búng tay một cái, trên mặt đất bỗng phun ra sữa bò. Lập tức, vô số người hiếu kỳ từ khắp nơi tìm đến, Enzo tranh thủ kiêm luôn làm phóng viên và YouTuber, quảng cáo trên mọi phương diện. Ai mà không muốn uống sữa nữ thần chứ? Trong phút chốc, từng đoàn xe của các tín đồ ùn ùn kéo đến, người và xe ra và không ngớt. Đền nữ thần từng đổ nát hoang tàn, trong phút chốc trở lên nổi tiếng, thu hút vô số các tín đồ trong và ngoài nước. Đền thần trở thành một trong những nơi nổi tiếng nhất Ấn Độ, cảnh sát cũng phải túc trực ngày đêm để duy trì trật tự. Nhưng tiếc là không lâu sau, bỗng xuất hiện một người. Một ông thần toàn năng vô cùng nổi tiếng, khiến cho mọi người đều bị thu hút sang đó. Người đàn ông to béo, đầu không có tóc, hắn độc chiếm 10.000 thừa ruộng, muốn biến nơi này thành nơi quy tụ tín đồ lớn nhất thế giới. Những tín đồ bị tẩy não, cả ngày không làm gì, chỉ biết tìm đến rồi bắt chước ông ta lắc lư. Nữ thần và Enzo muốn lột mặt nạ của ông thần pha cây này. Nhưng người ủng hộ ông thần này trải dài khắp thế giới, rất nhiều ông lớn quyên góp cho ông ta, mười mấy tỷ, mấy trăm tỷ, vì số tiền này không cần lột thuế, rất có thể là những phi vụ lừa tiền. Ông thần dắt theo hơn 100.000 tín đồ, cùng nhau nhảy múa, lăn lộn, đấm nhau. Và ông thần nói những lời hoa mỹ để những tín đồ bị mê hoặc. Thậm chí các cánh truyền hình lớn còn mời ông ta lên sóng, sức ảnh hưởng ngày càng lớn. Mẹ của Enzo cũng là một người rất tin thần, bà cũng đến thờ ông thần này. Nhưng không ngờ rằng, người chồng bỏ đi mười mấy năm của bà, thế mà lại là tín đồ trung thành nhất của ông thần. Bỏ đi biệt tích mười mấy năm, chưa một lần quay về. Người mẹ không nhịn được liền lao lên đấm ông ta. Cái tên khốn nhà ông không có chút lương tâm hả, bỏ đi từ lúc con còn trong bụng, bây giờ nó đã lớn thế này rồi. Một mình Enzo phải nuôi sống ba đứa em gái, còn có ông cụ 75 tuổi nữa, ông có biết là khó khăn đến cỡ nào không? Cho dù là bị chỉ thẳng mặt, nhưng người chồng mặt dày vẫn không hề hối cãi, còn đuổi hai mẹ con ra ngoài. Enzo biết được sự việc tìm đến nơi. Các tín đồ ở đây đang nhảy múa điên cuồng, không hề quan tâm đến những gì xung quanh. Enzo thử đấm một người đàn ông trong số đó, ông ta lại đứng lên nhảy tiếp như chưa có gì xảy ra.
anh tìm đến trước mặt ông thần. Bố tôi bỏ nhà ra đi mười mấy năm trời, đi theo một cái thùng phi di động để tu hành, không đạt được gì mà còn đi lừa người, lấy đi bao nhiêu ruộng đất của nông dân. Một người như ông, có tư cách gì mà gọi mình là thần chứ? Ta không là thần, thì sao mọi người lại tin ta thế nhỉ? Mọi người ở đây có ngu đâu, tàn người lớn mà có trẻ con đâu mà lừa. Điều đó khiến mọi người cười lên, ông thần pha ke thì đắc ý, cười ngạo Enzo. Cục tức to như thế này thì Enzo nốt sao nổi. Sau đó, anh kêu gọi nữ thần của mình xuất hiện, tiếc rằng nữ thần đang bận ăn dưa leo, không nghe được tiếng kêu gọi của anh ta. Ông thần và các tín đồ của hắn được một phen cười muốn bể bụng. Cũng may không cười đến rụng răng, nếu không thì phải tìm Enzo để bắt đền nữa. Enzo trở về chất vấn nữ thần, tôi khẩn cầu để người hiện thân, sao người lại không xuất hiện thế, còn ngồi ở đây gặm dưa leo nữa chứ, rốt cuộc bà có phải là thần không? Enzo lại nhảy cả nửa ngày thì nữ thần mới biết được rằng gia đình nhà Enzo khó khăn đến cỡ nào, thế là cô quyết định đến nhà Enzo xem thử. Nữ thần đang tàng hình, cô muốn ai nhìn thấy thì người đó mới nhìn thấy được. Người mẹ thấy trong nhà xuất hiện một cô gái xinh đẹp, còn tưởng rằng con trai mình đã tìm được bạn gái rồi. Xém chút cười rách cả miệng. Enzo vội vàng giải thích, mẹ, mẹ bình tĩnh đi, cô ta là một vị thần đó. Đương nhiên là cả nhà không tin rồi. Không nghe, không nói, không quan tâm, không tin, chả tin bố con thằng nào. Nữ thần búng tay một cái, cho mọi người hưởng thụ cuộc sống giàu sang, còn biến ước mơ của mỗi người thành hiện thực. Nữ thần hỏi bọn họ có tin vào những chuyện này không? Enzo còn chưa kịp nhắc nhở mọi người, bụp một phát, mọi thứ đã biến mất. Thì ra, nguyên tắc của nữ thần là tin thì không có, không tin thì có, cả nhà Enzo cũng chỉ đành nghe theo. Nữ thần đến nhà, mọi người liền lên hương, dâng trái cây, thờ phụ nữ thần đàng hoàng, người mẹ còn kính cẩn đem sữa bò đến cho nữ thần. Mặt khác, ông thần bên này đang đốt rụi một khu rừng để chuẩn bị xây dựng đền thờ. Có thể nói là không coi ai ra gì, nữ thần bắt đầu lên kế hoạch xử lý ông ta. Cả nhà Enzo trà trộn và làm tín đồ của ông thần, lén quay lại những hành động xấu xa của ông ta. Enzo là phóng viên đài truyền hình, vừa hay làm MC cho ông thần trong một chương trình, giải đáp thắc mắc cho khán giả. Có một ông chủ cửa hàng đá quý hỏi rằng, trong tiệm của họ cứ hay mất đồ, xem camera cũng không có tác dụng gì. Ông thần nói, ông chủ đang bị năng lượng xấu bám lấy, chỉ cần ông ta lên mạng, bỏ 300.000 giúp mua hòn đá thần của ông thần về. Đặt trong tiệm là có thể hóa giải được năng lượng xấu đó, vấn đề sẽ được giải quyết. Enzo nhân cơ hội hỏi ông thần, làm thế nào để đảm bảo, chỉ cần mua đá của ông thì vấn đề sẽ được giải quyết, lỡ mua về mà vẫn mất đồ thì làm sao? Ông thần lúng túng trả lời đại, trong cuốn kinh của ta có nói những điều đó. Enzo liền mở cuốn kinh ra, phát hiện bên trong không hề nói như thế. Ông nói bậy phải không? Sau đó Enzo bày cách cho ông chủ cửa hàng đá quý, chỉ cần ông đối xử tốt với nhân viên của mình chút thì sẽ không bị mất đá quý nữa. Chương trình tập này đã nhận được rất nhiều phản hồi, trở thành chủ đề hot trên khắp các mạng xã hội. Các video xấu tính của ông thần cũng tràn lan trên mạng, người trẻ bỗng chốc coi ông như trò hề, đặt cho ông cái tên đa cấp tâm linh. Trong tập 2 của chương trình, một người muốn hiến thận để cứu bố mình, nhưng mà theo yêu cầu của ông thần. Hai người họ mang hai tín ngưỡng khác nhau, hai dòng máu không thể hòa làm một được, ông bố sẽ nhanh chóng đi đời thôi. Enzo nhân cơ hội phản bác, máu vốn đã khác nhau về nhóm máu rồi, nay máu còn khác nhau về cả tín ngưỡng nữa à? Cùng nhóm máu mà ông đạo này không thể truyền được cho ông đạo kia, sao mà mâu thuẫn quá vậy? Enzo dốc hết sức mình bóc phốt, nói ra sự thật về ông thần lừa người này, khiến ông thần trở thành con chuột trốn chui trốn nủi, ai ai cũng muốn đập. Lúc này, những tín đồ cuồng tín ông ta đã nổ giận, trói cả nhà của Enzo lại đánh đập. Một thằng định xiên thịt mẹ Enzo, nhưng bà đã kịp thời nói có cảnh sát kìa, khiến chúng chạy ra xem. Nhân lúc đó mẹ Enzo nói về đạo Thiên Chúa khiến hắn đơ luôn. Đột nhiên một tên to béo định xiên Enzo, nhưng nhờ đi thi giáp Việt mùa 4 lên anh đít luôn hắn một trận, khiến hắn choáng váng muốn gọi cha gọi mẹ Enzo luôn. Các chị em thì ngạc nhiên với khả năng của Enzo, kiểu này chức vô địch mùa 4 thuộc về anh rồi. Trong lúc mấy tên côn đồ định kết liễu cả nhà Enzo luôn. Vào thời khắc quan trọng, nữ thần đã xuất hiện, cô nhẹ nhàng xử gọn bọn lưu manh. Ông thần kia lại mở một buổi lễ với hàng chục nghìn tín đồ nhằm kéo lại lòng tin cho bọn họ.
Không ngờ rằng, người nhà của Enzo lại xuất hiện lần nữa, nhưng ông thần này đã có chuẩn bị từ trước. Ông tung một video nói về việc sữa bò phun lên từ mặt đất là do chính Enzo dàn dựng, còn số vàng mà anh ta bán lúc trước được ăn cắp từ một ngôi đền. Hơn nữa, rất nhiều người còn thấy Enzo vừa đi vừa nói chuyện một mình. Nắm chắc phần thắng trong tay, ông thần vui mừng nhảy múa, nhưng chưa vui được lâu thì tên thần phách phải ngạc nhiên. Lúc này nữ thần xuất hiện với một thần thái sang trọng, quý phái, không khác gì một thiên thần giáng trần. Cô điều khiển lại toàn bộ thư viện trên khắp Ấn Độ, ông thần ngay lập tức nhận ra cô chính là vị thần ở ngôi đền sữa bò mà mọi người đồn đại. Ông chất vấn nữ thần, sao lại phải nhờ Enzo dàn dựng vụ sữa bò, trong khi cô búng tay một phát là có thể tạo ra được mà, vậy cô đâu phải là thần. Nữ thần điềm tĩnh trả lời, đúng, nếu tôi muốn làm gì, thì tôi sẽ tự mình làm lấy. Thế nhưng, sao vì thần của ông cũng không tự làm lấy, mà lại phải qua một người trung gian là ông. Một ông thần pha ke, khoác lên mình vẻ ngoài thần thánh để đi trục lợi. Đúng là thứ lừa đảo, đa cấp tâm linh. Những người ngồi đây chẳng qua là vì sợ nên mới tin ông mà thôi. Nếu như mọi người thật tâm thờ thần, thần trên trời sẽ tự nhiên nghe thấy. Nói xong, nữ thần biến thành bụi rồi biến mất. Cuối cùng mọi người cũng biết được đâu là thần thật sự và đâu là thần pha ke. Lúc này, bố của Enzo cũng muốn xin về lại vòng tay của vợ. Người vợ dõng dạc tuyên bố, ông đã bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu từ lâu rồi, không có ông mọi người vẫn sống tốt lắm, ông thấy chỗ nào vui thì ở chỗ đó chơi đi. Cuối cùng, nữ thần đã hỏi Enzo một câu, rốt cuộc cậu có tâm nguyện gì, ta có thể đáp ứng vô điều kiện. Enzo suy nghĩ một hồi, cuối cùng câu trả lời rằng, mình không cần gì cả, bởi vì anh cảm thấy cuộc sống như vậy là đã đủ, không cần thêm bất cứ gì cả. Vừa dứt câu, nữ thần cũng từ từ biến mất giữa không trung. Ông này chán nhỉ, quên mất lúc đầu có ước nguyện thoát khỏi cảnh FA mà. Sao không xin lấy được cô vợ là nữ thần, chán thế. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.